Napoli bổ nhiệm huấn luyện viên cũ của Ronaldo. Nhà vô địch Serie A Napoli thông báo bổ nhiệm Rudy Garcia, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Á Rập Saudi Al Nassr, thay Luciano Spalletti. Chủ tịch Aurelio De Laurenti vui mừng thông báo rằng Garcia sẽ là huấn luyện viên mới của Napoli. Chúng tôi gửi đến Garcia sự chào đón chân thành nhất và lời chúc may mắn, thông báo tối ngày 15 tháng 6 cho hay, nhưng không tiết lộ thời hạn hay bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng. Sau đó, huấn luyện viên người Pháp viết trên Twitter, thật vinh dự khi được tham gia dự án của Napoli và thật vui khi được trở lại Italy. Hơn bao giờ hết, tôi có động lực và tham vọng để tiếp tục thăng tiến cùng nhà vô địch của Italy. Cũng trên Twitter, chủ tịch De Laurenti cho biết đã đàm phán và hiểu về kế hoạch xây dựng câu lạc bộ của Garcia trong 10 ngày qua, đồng thời gửi lời chào đón chân thành và lời chúc may mắn tới tân của Napoli. Hồi tháng 5, De Laurenti cho biết đang tìm kiếm huấn luyện viên sử dụng sơ đồ 4-3-3 để kế thừa đội hình vô địch của Spalletti. Luis Enrique được đồn đoán có thể gia nhập Napoli, nhưng sớm bị De Laurenti loại khỏi danh sách ứng viên. Ông cũng phủ nhận khả năng tuyển mộ Antonio Conte, người đang tự do sau khi chia tay Tottenham, vì huấn luyện viên Italy ưa thích đội hình ba hậu vệ. Sáng ngày 15 tháng 6, truyền thông Italy và Pháp loan tin Cristo Ganti là ứng viên hàng đầu làm huấn luyện viên Napoli. Dù chưa thông báo chính thức, huấn luyện viên người Pháp bị PSG sa thải vì trải qua mùa giải thất vọng. Họ sớm bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League, vòng 1/8 Cúp Quốc gia Pháp và vô địch Ligue 1 với một điểm nhiều hơn Á quân Lens. Đến tối cùng ngày, Napoli thông báo chọn Garcia. Ông từng làm việc ở Serie A khi dẫn dắt Roma giai đoạn 2013-2015, thắng 61, hòa 34 và thua 23 qua 118 trận. Garcia bị sa thải vào tháng 1 năm 2016 và được thế chỗ bởi chính Spalletti. Mọi thứ đảo chiều lần này, dù Spalletti không bị sa thải mà thôi hợp đồng sớm một năm vì mâu thuẫn với chủ tịch De Laurenti. Sau khi chia tay Roma, Garcia lần lượt dẫn dắt Marseille, Lyon và Al Nassr của Ronaldo. Ông dẫn câu lạc bộ Á Rập Saudi từ ngày 29 tháng 6 năm 2022, trải qua 26 trận, thắng 18, hòa 5, thua 3 trận, tỷ lệ thắng 69%. Tháng 4 năm 2023, huấn luyện viên 59 tuổi mất việc khi Al Nassr bị loại ở bán kết siêu cúp quốc gia và mất đỉnh bảng Saudi Pro League vào tay Al Ittihad. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.